À, xin chào các bạn. Video này Dân xin giới thiệu với các bạn cuốn giáo trình MATLAB của tác giả là Phan Thanh Tao của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thì đây là cuốn sách hướng dẫn các bạn rất là căn bản, các cái kiến thức căn bản về phần mềm MATLAB. Tổng cộng nó có 260 trang, định dạng file là PDF. Thì nói chung giới thiệu ở mức căn bản thôi. Tại vì cái phần mềm MATLAB này nó lớn, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, cho nên với cái số trang này thì nó không thể nào mô tả chi tiết được. Thì các bạn nào đang muốn làm quen với phần mềm MATLAB thì các bạn có thể đào cái tài liệu này về để các bạn đọc. Ở đây nó có tổng cộng là 12 chương và một phụ lục. Chương 1 sẽ giới thiệu với các bạn cái khái niệm cơ bản ở trong MATLAB. Hướng dẫn các bạn cách nhập dữ liệu vào, rồi cách thực hiện các cái phép tính đơn giản. Chương 2 sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái phép toán ở trên ma trận. Thì cái kiểu dữ liệu cơ bản nhất ở trên MATLAB đó là kiểu ma trận các bạn. Cho nên cái việc chúng ta sử dụng được các cái phép toán để làm việc được với các cái ma trận rất là cần thiết. Thì các bạn nên đọc kỹ cái chương 2 này. Và các bạn cũng phải từng biết qua về cái ma trận và cái phép toán trên ma trận rồi. Các bạn đã học qua cái môn đại số tuyến tính. Thì ở môn đại số tuyến tính người ta giới thiệu khái niệm ma trận và các cái phép toán cộng trừ nhân chia hầu hết các bạn đều thực hiện bằng tay hết. Và các bạn thấy việc tính toán đó nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian nếu mà chúng ta tính tay. Chẳng hạn như là chúng ta cần tính định thức của cái ma trận cấp 4 đi thì phải mất từ 15 phút đến nửa tiếng để chúng ta tính. Hoặc là các bạn cần nhân hai ma trận còn cấp 4, cấp 5 gì đó thì nó cũng mất nhiều thời gian. Thì các bạn biết cái phần mềm MATLAB nó sẽ giúp cho các bạn thực hiện các cái phép toán trên ma trận rất là nhanh. Các bạn chỉ việc nhập liệu vào rồi sử dụng các cái phép toán người ta đã định nghĩa sẵn đấy và nhấn Enter, nó sẽ hiện ra ngay kết quả cho các bạn. Và chương thứ ba sẽ giới thiệu cho các bạn các cái phép toán ở trên mạng. Chương số 4 sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái thao tác trên vector và ma trận, như là cách tạo ra một cái vector hoặc là cách chúng ta tạo vector từ bằng cách là trích ra một cái dòng hoặc là một cái cột nào đó của ma trận như thế nào. Thì cái đó các bạn xem ở chương 4. Chương số 5 cũng là các cái thao tác trên vector và ma trận. Nó thêm một số cái nữa như là phân tích theo hướng cột, theo hướng hàng gì đó, một cái ma trận nào đó. Chương số 6 sẽ giới thiệu cho các bạn các cái hàm trên ma trận. Chương số 7 sẽ nói về đa thức, cách biểu diễn một cái đa thức như thế nào ở trong MATLAB. Thì biểu diễn đa thức trên MATLAB chẳng qua nó cũng chỉ là một cái mảng thôi, cái mảng. Thì các bạn đọc cái chương 7 này các bạn sẽ biết thêm về cái cách biểu diễn đa thức trên ma trận. Và chúng ta sẽ học thêm một cái phần nữa đó là xử lý tín hiệu. Chương số 8 sẽ giới thiệu cho các bạn cái hàm mà có đối số của nó là hàm. Thì cái này tương tự như là con trỏ hàm ở trên cái ngôn ngữ lập trình C, C++ vậy. Thường thì hàm chúng ta nhận vào đối số là một con số hoặc là một cái kiểu nào đó. Nhưng mà trong MATLAB nó có thể nhận vào cái đối số của hàm có thể là một cái hàm khác. Dù sao đi nữa MATLAB nó cũng cho phép chúng ta lập trình, nó cũng là một cái ngôn ngữ, nó cũng có hỗ trợ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Các bạn có thể lập trình được thì. Chương số 9 sẽ giới thiệu về cái phần đồ thị, cách chúng ta vẽ ra các cái đồ thị 2D, 3D, đồ thị hàm số trong tọa độ cực, hoặc là chúng ta lấy logarit lên một cái trục x hoặc là trục y nào đó vân vân. Thì các bạn xem thêm về cái phần đồ thị ở chương 9. Chương số 10 sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều khiển luôn. Lúc này chúng ta không gõ từng lệnh vào cho nó chạy nữa, mà chúng ta có thể nói chung là viết cái script file và chúng ta giống như chúng ta lập trình vậy và chúng ta cho nó chạy được. Thì các bạn phải biết về cái cơ chế cái câu lệnh điều khiển luôn như là for, if, else, while vân vân.
Chương số 11 sẽ giới thiệu về cái cách chúng ta viết nên cái tập tin ML file, hay còn gọi là tập tin script đó. Lúc này các bạn không gõ lệnh trực tiếp trên phần mềm MATLAB nữa, mà chúng ta sẽ viết cái lệnh dưới dạng một cái file, sau đó chúng ta sẽ cho cái file đó nó chạy từ đầu đến cuối thôi. Và cách chúng ta tạo hàm, viết hàm trên cái file ML file đó. Thì tại vì cái file đó nó low, có cái phần mở rộng là .m, cho nên người ta gọi nó luôn là ML file. Chương số 12 sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác với lại cái tập tin ở trên đĩa cứng. Như là cách chúng ta tạo tập tin, tạo thư mục như thế nào, cách chúng ta xóa tập tin, xóa thư mục, vân vân. Thì 12 chương này, 12 chương này nó chỉ là một nửa của cái tập sách này thôi. Còn cái phần lớn và nửa còn lại tác giả bỏ trong cái phần phụ lục. Thì phần phụ lục là tác giả liệt kê cái hàm thông dụng thường hay sử dụng để cho chúng ta tra cứu. Thì trong cái tập sách này cái phần phụ lục nó bị lỗi phông. Mình cũng không biết tại sao nó lại bị lỗi phông nữa. Thì các bạn nào có thể khắc phục được cái lỗi này thì các bạn có thể ghi lại nó ở trên YouTube ở cái phần comment ở video này này, để cho những người khác người ta biết cách khắc phục cái lỗi phông này. Mình cũng thử nhiều cách lắm rồi, đào nhiều bộ phông về nhưng mà vẫn không khắc phục được cái lỗi phông này. Thì các bạn nếu mà phần phụ lục này các bạn không đọc được thì cũng không sao cả, chủ yếu chúng ta nắm 12 chương này cho nó tốt là được rồi, là các bạn đã có thể làm việc cơ bản với lại phần mềm MATLAB được rồi ha. Rồi các bạn có thể download cái giáo trình MATLAB này bằng cái đường link mà John sẽ đặt ở phía bên dưới video ha. Rồi clip hướng dẫn, clip giới thiệu cái giáo trình MATLAB của mình đến đây là hết nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.